Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Thì hôm nay công ty mình xin tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một sản phẩm của xe Sang Man, đó là cái cản trước của xe Sang Man X3000. Đây là mẫu cản trước được công ty chúng tôi nhập khẩu từ nhà máy về Việt Nam. Hàng rất là dày và cứng cáp. Sẽ quay chi tiết hơn. Sau này thì các lỗ bắt ốc chuẩn zin thôi. Hàng rất là dày dặn nhé. Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn cung cấp cái bộ lưới này, bộ nẹp lưới của cái ba đờ sốc này, đèn pha mình cũng có sẵn nhé, tại kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mặt nạ, thì ngoài ra công ty chúng tôi còn nhập khẩu về rất là nhiều các phụ tùng của xe Sang Man X3000, M3000 để phục vụ quý khách hàng tại các tỉnh. Đây là hàng được công ty chúng tôi chuẩn bị xuất đi cho khách tại Bình Dương, và một cái là để gửi đi Bình Phước. Kho thì tại quận 12 gần quốc lộ 1A nên dễ dàng gửi hàng thôi. Thì nếu quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm cản trước của xe Sang Man X3000 thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại là 0962 820 686. Địa chỉ công ty chúng tôi hiện tại trực tiếp bán hàng tại hai kho là kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và kho Long Biên Hà Nội. Thì sau đây tôi xin kết thúc video tại đây. Thì nếu quý khách hàng quan tâm thì có thể bấm nút like và đăng ký kênh để xem nhiều video sau. Mình xin trân trọng cảm ơn.